ticket, talking Mazda for the figures. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it. And it's a ticket, talking Mazda for the figures. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. A comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it, get it, get it. Comma and a comma. Gotta get it, get it. And it's a ticket, talking Mazda for the figures. That's a comma and a comma. Mua con trước để mốt lớn lên giá con nó cao nữa. Bên chú. Đó, bên chú còn. Giờ hai công ty gặp nhau nè. Giờ sao? Giờ con 357 con bên công ty chú, 246 con bên công ty chú còn. Chủ nhật con được tự do. Chủ nhật con về sân khấu con sẽ. Ờ vậy à. Ba giết. Mẹ. Nhiều khi có động lực cho chị Trang làm nhiều gọn gàng hơn. Không có luật cái chị cứ diễn hư hoài. Phải, có luật là nó không đỡ tao luôn. Tao té. Tao té thì sao? Anh luật ơi. Đây, đó. Rồi, xem máu. Để chương. Rồi, 3, giết. Nè, đứng lại. 3, giết. Nè, đứng lại. Hết. 3, giết. Nè đứng lại. Ba giết. Cảnh ơi, chuyển ngay. Đi chặn á, đi chặn á. Tăng sáu lên. Để. Ba giết. Chạy chạy đi, ơi chạy. Nè đứng lại. Đuôi thầy chút. À. Mấy người làm gì? Ok đó, đang đang ok nha, đang ok nha. Cái nét chuyện nó ok á nha, nha Việt. Thôi đi xét lại luôn. Có cách đạo diễn đường hoài không? Không mà thấy không? Em cầm vậy cái qua thấy là gì? Ủa tao bị rồi. Hôm nay là chúng ta đang có một buổi tiệc BBQ ở ngoài vườn nha cả nhà. Gia đình chúng tôi đây. Bao nhiêu đây đồ ăn mọi người thấy không? Rất là nhiều đồ ăn dành cho gia đình. Khoảng 100 con người ăn. Chúng tôi chỉ là đại diện thôi, thật ra là đoàn phim chừng 50-60 con người lận. Đây là sân vườn của nhà của Quỳnh Lập. Ủa? À. Nhà của Quỳnh Lập á mọi người. À vâng, vâng, vâng. Lập vừa mới lấy căn này. 20 tháng 8 là mình làm chính thức. Mấy người đang làm gì vậy? Sao chưa đi nữa? Giá trị thì mình không dám nói, mình chỉ nghe nói là mình lập được một đại gia giấu mặt mua cho căn nhà này. Thôi đại gia nào gan vậy? Đại gia này chắc cũng rất nhận thức rồi. Dạ đại gia ơi, đi quay đại gia. Người ta ngồi đây mà. Ờ, đứa trước là cái lò nó không tốt. Thôi ơi, Thuận ơi, quyên một tổng luôn hả? Yeah. Mày nói vậy mày không nghĩ tới chị luôn rồi, mày về mày nè. Mày không nghĩ tới chị luôn. Nghĩ tới chị là em đứng chung với chị rồi. Thì đó. Này em đứng, đã có đang đứng. Thấy không? Em im lặng đi vô. Đi vô. Đi vô thôi. Hát mời chú hát một bài. Cái này gọi là dư âm của âm nhạc nè. Đó, hay lắm em trai. Tuyệt vời quá chị ơi. Hát đâu. Đâu hả? Tôi
tôi là người phát hiện ra điện giật mà tôi để cho hay lắm em trai. Ê! Điện. Không quen té ngoài đó. Không quen đó. Thôi đừng có làm lối em trai. Điện. Cái gì? Điện giật. Chơi gì thì điện giật hả? Điện giật. Nó tạt luôn. Giật. Nó nặng quá. Ủa sao Tám mà ngồi trên ghế tắm giờ hay vậy? Rồi cái kiểu tắm này lớn gì luôn. Sao bộ phim này quay thì hai được phim coi sau này mọi người phải cho những cái hình ảnh lên trên phim. Tắm mà phải ngồi ghế tắm. Tắm mà mọi người nó không đứng tắm mà phải ngồi. Rồi rửa mặt rồi lên cả thôi nhìn. Lê Bát. Rồi khăn đâu? Đây, chuyền khăn vô đi mọi người ơi. Trời ơi, lạnh đó, cảnh lạnh đó. Cảnh lạnh mọi người ơi. Ủa anh tắm mà sao anh ngồi trên ghế vậy? Ủa sao vậy? Lười tới mức độ luôn, không đứng luôn. Ủa sao tắm anh không xài xà bông anh? Xong chơi xong gội đầu xong xà bông không có sữa tắm gì kem này. Hay sao hay anh không biết tắm? Không biết vô tắm giùm cho. Trời ơi, nó có lớn vậy đầu không biết tắm nữa. Thì cái em như cái như mẹ anh vậy. Nhắc từng ly từng tí à. Tắm là phải cởi đồ ra. Tắm gì mà mặc quần sao tắm trời. Anh quà. Thấy gì không ổn. Không có đúng giá trị nghệ thuật, không có chân thực. Tắm mặc quần sao tắm được? Không có mặc quần. Em gửi anh 500 ngàn. Vô anh kêu anh gửi quần ra, tắm cho nó chân thực. 500 ngàn nha, đến đây tới 1 triệu. Ok. Hai người, ok, cho hết luôn nè. Rồi vô lòng quần nó ra đi. Vô anh vô, kêu anh. Tắm được phải chân thực chứ sao tắm mà mặc quần sao tắm được. Đúng không? Theo nhu cầu của khán giả thôi. Làm theo những cái yêu cầu của khán giả thôi. Là quần đúng rồi, tắm có ai đó cho mặc quần. Anh ơi. Dạ. Cởi quần ra luôn được không em? Hả? Cởi quần ra cái mát được không? Cởi quần ra đủ mát mà vô quay luôn à. Ủa? Anh chạy ra thế hả? Thôi vậy thôi, hết luôn. Thôi tắm vẻ đi. Rồi xong rồi. Em xuống em make up em chuẩn bị cho băng đỏ tiếp theo. Tiên lọc tắm nè. Ủa? Em cũng có tắm nữa hả? Lọc tắm Anh ơi, tới cuối phim này ví dụ ta được đang ví dụ coi trực tiếp đi. Được 10.000 người coi trực tiếp mà em xuất hiện tắm cái còn có 1.000 người coi. Nó tuột hẳn luôn. Tuột hẳn liền 10.000 người luôn á, 10.000 người luôn á. Thôi, đừng có dại dột làm vậy anh. Mất view đó. Em rồi lên tắm là có mất view đó nha.